Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ về hiện tượng khi mang thai và bà bầu chúng ta bị thông da, sạm da và chia sẻ về 5 cái vị trí của mẹ bầu trên cơ thể mà càng thâm đen, càng xấu xí thì càng chứng tỏ thai nhi phát triển tốt, khỏe mạnh, thai kỳ tốt nhé. Để các mẹ chúng ta không phải quá lo lắng hay là băn khoăn gì cả, đó là điều tốt đẹp. Mang thai thì là cái công việc nào vừa hạnh phúc nhưng mà nó cũng xen lẫn những cái vất vả cho mẹ. Ngoài những cái khó chịu về thể chất, mệt mỏi, ốm nghén rồi chán ăn, khó chịu ấy, thì chúng ta sẽ gặp nhiều những cái vấn đề về tâm sinh lý, tinh thần nữa. Nhiều mẹ thì thường hay là bị cáu gắt này, tự ti về ngoại hình của mình. Bởi vì là thường này, chúng ta sẽ bị nâng cân rồi trở nên to béo, da thì sạm, dạn da nữa. Rồi nói chung là nó sẽ không được đẹp như cái thời con gái. Đặc biệt là một số bộ phận trên cơ thể chúng ta bị sạm đen đi, trông rất là mất thẩm mỹ. Tuy nhiên cái tình trạng này, sạm da, thâm da khi mang bầu, đó là chuyện rất là bình thường rồi, điều tự nhiên. Chúng ta không có gì phải đáng lo hay đáng ngại ở đây. Và càng gần cái ngày sinh nở, về cuối thai kỳ, thì cái vùng da thâm này nó lại càng lộ rõ hơn và nó đen đậm, sậm hơn nữa. Tuy vậy, sau sinh thì chúng nó sẽ nhạt dần và từ từ biến đi nhé. Nguyên nhân ý, thì thường là do cái sự gia tăng mạnh mẽ của cái hormone thai kỳ khi mà các mẹ chúng ta có em bé thôi. Mẹ nào mà chúng ta bị nặng ấy, thì những cái thâm da đen da này nó còn trông như kiểu như là bẩn như là ghét của chúng ta mà chúng ta lâu ngày chưa tắm gội ấy. Đó, nó còn trông rất là mất thẩm mỹ, xấu xí như thế nữa cơ. Nhưng điều đó lại chứng tỏ là thai nhi trong bụng mẹ đang ổn định, có con phát triển đúng tiến độ nhé. Cụ thể sẽ có những cái bộ phận trên cơ thể các mẹ chúng ta thường bị thâm đen nhiều nhất như sau. Cái bộ phận đầu tiên đó chính là vùng nách của mẹ. Vùng da nách nó sẽ thâm đen hơn. Và tình trạng này thì sẽ xảy ra ở hầu hết các mẹ bầu chúng ta, khiến mẹ bầu chúng ta sẽ rất là ái ngại việc chúng ta mặc áo hai dây này hay là áo hở nách ra ngoài đường. Nguyên nhân là do nội tiết tố thôi. Progesterone nó sẽ tăng lên trong cái thai kỳ của mình, khiến cho cái vùng nách nó thâm đen và sậm màu hơn bình thường. Và lượng progesterone này nó sẽ tăng lên thì đồng nghĩa là thai kỳ chúng ta đang phát triển và khỏe mạnh bình thường và đi đúng hướng nữa, nên mẹ cũng không phải quá bận tâm về cái vấn đề này nhé. Chỉ cần chúng ta vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát cái vùng nách ta là được. Chúng ta hoàn toàn vẫn có thể sử dụng những cái sản phẩm ví dụ như dưỡng này, xịt này, lăn nách để chúng ta sử dụng vào cái bộ phận nách của mình trong cái quá trình mang thai. Để nách của mẹ tuy là nó hơi thâm đen nhưng nó vẫn thơm, sạch, khô thoáng và không có mùi hôi khó chịu. Bộ phận thứ hai đó chính là vùng cổ của mẹ. Vùng cổ của các mẹ khi mang thai, cổ trước này, dưới cằm hay là cổ sau gáy nữa, cái vùng cổ này nó sẽ xuất hiện những cái lớp này, những cái đường vân ý, đường vân đen sậm như ghét bẩn, mà chúng ta kỵ nó cũng không sạch, kỵ rửa cũng không sạch được. Nó cứ hiện là ở cổ mẹ trước này, ở dưới cằm, đằng sau nữa. Thực sự nếu không phải cái lý do là bầu bí, mang thai thì sẽ không có cái lý do nào có thể thuyết phục cho cái hiện tượng này cả. Nhưng do chúng ta là có bầu, mang thai nên nó cũng được mà chấp nhận và hoàn toàn là bình thường nhé. Tuy là nó sẽ ảnh hưởng gây mất thẩm mỹ một chút thôi, nó là do liên quan đến sự tăng của cái hormone kích thích tế bào hắc tố, tế bào đen ý, estrogen này, progesterone, melanin trong thai kỳ của mẹ nữa. Cái hiện tượng sậm da cái vùng cổ này nó thường là nó sẽ diễn ra ở cái nửa sau của thai kỳ, tức là từ 3 tháng rưỡi trở ra là nó sẽ bị nhiều hơn. Nhưng mà nó cũng tùy rất là nhiều vào cơ địa mỗi mẹ nữa. Người bị thâm đen ít này, người bị nhiều, người bị sớm, người bị buồn nữa. Nên với cái hiện tượng là bị những cái vân đen ở cổ, kiểu như là cái ghét ấy, thì vào cái mùa thu này, mùa đông, các mẹ chúng ta sẽ có những cái biện pháp khắc phục dễ dàng hơn để che đi cái sự, nói chung là đẹp khoe thì xấu che. Cái này là nó không được
đẹp về thẩm mỹ nên chúng ta có thể che được. Nhưng đó là vào mùa thu, mùa đông, khi mà chúng ta có thể quàng những cái khăn cổ mỏng này, hay là mặc áo len cao cổ. Nhưng vào ra mùa hè thì là nóng bức thì các mẹ chúng ta cứ kệ thôi, cứ mặc kệ thôi. Vì cái lý do là mang thai rất là hạnh phúc, có em bé thì ai cũng sẽ cảm thông và hoàn toàn không sao, không ai để ý cả. Tuy nhiên mẹ vẫn lưu ý là chúng ta việc vệ sinh cái vùng cổ của mình sạch sẽ, thơm tho là được nhá. Bộ phận thứ ba trên cơ thể mẹ bầu thay đổi đó chính là quầng ngực của chúng ta thâm đen hơn. Đấy là cái dấu hiệu sớm nhận biết khi mang thai, khi có thai đầu tiên ý. Và điều này xảy ra khi hormone estrogen tăng lên ngay từ khi chúng ta có em bé. Tức là những tuần đầu tháng đầu là nó đã có hiện tượng này luôn rồi, khi thai làm tổ trong tử cung. Và hormone này sẽ khiến phần ngực của bà bầu chúng ta phát triển nhanh, đáng kể. Để việc chúng ta đã chuẩn bị nuôi con bằng sữa mẹ này, đồng thời các tuyến sữa ở núm vú nó cũng phát triển nhanh theo, khiến đầu vú của mẹ chúng ta bị sưng to lên này và thâm đen lại. Càng về cuối thai kỳ thì nó sẽ càng thâm đen lại hơn. Và đây là cái sự tham gia tốt, bởi vì là chứng tỏ ngực chúng ta đang phát triển tiền đề để tạo sữa cho em bé bú sau này. Và khi các mẹ chúng ta sinh con xong, cai sữa cho con thì ngực của mẹ sẽ quay trở lại cái trạng thái bình thường. Tuy nhiên là nó chỉ bớt thâm đen đi thôi, chứ không thể về cái thời con gái được nhá. Vùng thứ tư trên cơ thể mẹ đó chính là xuất hiện cái đường đen trên dọc bụng của mình. Một số chị em khi mang thai chúng ta sẽ có cái đường kẻ đen, nói chung là dọc bụng của mẹ dài này, đậm trên bụng. Một số khác thì có nhưng mà nó không đậm này, nó mờ nhạt hơn hoặc là nó không dài thẳng. Thông thường ở người phụ nữ mà có làn da trắng, cái người da trắng ấy, da trắng thì cái đường đen trên bụng nó sẽ ít hơn, bởi vì cơ thể họ sẽ không tiết ra nhiều cái melanin và không hình thành nhiều cái sắc tố đen. Nhưng ở những người mà có làn da sậm màu như là người châu Á, người da vàng ấy, thì đường đen này nó sẽ sậm màu hơn do sự tiết nhiều hắc tố melanin này. Sau sinh cái đường đen này nó sẽ nhạt dần nhưng sẽ không hoàn toàn biến mất, nó sẽ chỉ hơi mờ đi thôi nhá. Ngoài đường chỉ đen ở trên bụng của mẹ nó bị đen này, thâm đấy, thì dạn da cũng là một biểu hiện của thâm da trong thai kỳ. Ở vùng một số cái vết dạ này nó cũng màu đen này và nó có thể là dày dày, nó xếp xen kẽ nhau ấy, như cái đường dưa hấu ở bụng. Các bạn để ý quả dưa hấu lên, cái đường sọc sọc của nó cũng sẽ giống như những cái vết dạn da. Nó có thể xuất hiện ở phần bụng này, đùi hay là ngực, những nơi mà có sự căng da nhiều trong cơ thể mẹ bầu. Tuy là mất thẩm mỹ nhưng đây là dấu hiệu chứng tỏ là thai nhi của chúng ta đang phát triển tốt và con chúng ta to lên từng ngày. Nhưng mà các mẹ chúng ta này cần hạn chế cái vấn đề dạn da này ấy, để tránh nó trầm trọng quá thì sau sinh nó sẽ mất thẩm mỹ và khó về cái ban đầu ấy. Thì chúng ta cần chú ý cái vấn đề dinh dưỡng trong thai kỳ, uống nước nhiều đầy đủ để hạn chế cái vấn đề chúng ta tăng cân quá nhanh, quá nhiều trong thai kỳ. Ngoài ra có thể sử dụng một số cái sản phẩm dưỡng ẩm này, dầu dừa, massage. Và cái hiện tượng là thâm nám da vùng bụng này, dạn da đấy, nó còn tùy thuộc cơ địa mỗi mẹ nữa nhá. Vùng thứ 5 đó chính là chính khuôn mặt của các mẹ chúng ta, da mặt thâm nám. Khi có bầu, chị em chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng là da mặt nổi nhiều mụn hơn này. Ban đầu có thể là những cái đốm vàng, sau dần nó có thể chuyển thành những cái vết thâm này. Đấy là cái hiện tượng rất bình thường nên mẹ bầu không phải quá lo lắng nhé. Cái loại đốm này người ta sẽ gọi là cái đốm nâu trong thai kỳ, và hầu hết là chúng sẽ có màu vàng nhạt. Sở dĩ là nó trở nên cái màu thâm nám ấy đen hơn là do sự gia tăng của cái số lượng tế bào hắc tố dưới tác động của tia nắng mặt trời, tia cực tím này, rồi nội tiết tố trong cơ thể khi mà mang thai nữa. Nên mẹ bầu chúng ta sẽ thường là có những cái đốm đen này, tàng nhan trên mặt chúng ta. Thường thì sau sinh các mẹ chúng ta sẽ lấy lại được cái làn da như ban đầu của mình. Các mẹ chú ý là thêm việc chúng ta chống nắng khi trong quá trình mang thai, chống nắng khi mà chúng ta đi ra ngoài trời nhé, để giảm bớt cái hiện tượng thâm nám trên cái da mặt của mẹ trong thai kỳ. Đồng thời trong thai kỳ các mẹ chúng ta
cần bổ sung nhiều cái thực phẩm giàu vitamin C này, uống nhiều nước, rồi kết hợp việc này chúng ta tẩy tế bào chết này, làm sạch da, thoa các loại kem dưỡng ẩm này, rồi đắp mặt nạ để chúng ta giảm thiểu đi cái tình trạng thâm nám sạm đen da trong thai kỳ của mình. Vậy thôi, với những thông tin mình chia sẻ thì hy vọng các mẹ chúng ta sẽ thấy hữu ích. Nếu mà mẹ nào chúng ta bị cái hiện tượng là thâm đen da nhiều trong thai kỳ ấy, ngoài ra cơ chúng ta còn có thể bị thâm đen da ở cái vùng khuỷu tay này, đầu gối nữa, hay là bẹn nữa nhá. Đó là cái hiện tượng rất là bình thường thôi, sinh lý trong thai kỳ. Còn cái mẹ nào mà chúng ta ít bị thâm đen trong thai kỳ thì chúng ta cũng không phải quá lo lắng. Không phải là cái hiện tượng mà thai nhi không phát triển khỏe mạnh, mà do cái yếu tố là cơ địa của mỗi người nhá. Thì thôi, hy vọng mọi người sẽ thấy hữu ích với những chia sẻ này. Nếu các mẹ chúng ta còn bất cứ thắc mắc nào thì hãy để lại ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.